lần này em về em sẽ ở đây hẳn luôn. Sao anh tưởng em bảo là ở đây từ bây giờ cho đến lúc ra tiết âm thì em đi mà. Đúng rồi, thì ban đầu thì em cũng định như thế đấy. Nhưng mà mẹ em giờ sức khỏe càng ngày càng yếu rồi, nên em quyết định ở lại với mẹ luôn. Chứ đâu thể để mẹ em lúc nào cũng chạy theo em được. Thế là em định bỏ chức giám đốc luôn à? Đâu có. Chị Linh! Lê Hiền Linh! Cái gì đấy? Anh là ai? Sao lại biết cả họ cả tên tôi? Anh là ai á? Người đầu ấp tay gối với chị bao lâu nay mà chị lại hỏi anh là ai á? Anh nói cái gì đấy? Tên này là ai? Tại sao giữa thanh thiên bạch nhật mà hai người lại đứng ở đây để nói chuyện thằng hẹn hò ở đây à? Anh này là ai? Linh, cậu ta nói vậy là sao? Em thật sự không biết cậu ta là ai mà. Chị Linh, chị bảo với em là chị yêu một mình em, rồi là chị chờ em để chị công khai mối quan hệ của mình. Vậy mà What? Hóa ra đây là lý do mà chị không muốn công khai chuyện tình cảm của mình đúng không? Em không ngờ con người chị lại như thế này đấy. Nói cái gì đấy? Em quá thất vọng vì chị. Cậu bị điên à? Anh và anh, sao anh lại nhìn em như thế? Em thật sự là không biết cậu ta là ai thật. Em không biết gì á? Em không biết tại sao tại sao người ta lại biết cả họ cả tên em như vậy. Em cũng không biết là tại sao, nhưng mà em thực sự là không biết cậu ta. Không biết cậu ta, nhưng mà chỉ leo lên giường để vui chơi với nhau thôi đúng không? Anh nói cái gì vậy? Em không làm những cái điều đó. Anh bình tĩnh đi. Mình chia tay đi. Anh Văn, anh không nghe em nói à? Tình cảm của em dành cho anh suốt 3 năm trời, vậy mà anh chỉ vì lời nói của một kẻ khác mà anh chia tay em sao? Bây giờ thì tôi không còn quan tâm sự thật là như thế nào rồi. Tôi chỉ cần biết rằng từ bây giờ cô đừng đến tìm và làm phiền tôi nữa. Nếu không, đừng trách tôi và cả gia đình tôi đối xử với cô không ra gì. Anh Văn, em đã bảo là em không biết gì hết mà, anh không nghe thấy à? Ôi, thằng chó này mày đang làm cái gì đấy nhở? Tại sao lại là cô ấy? Tại sao lại là cô ấy? Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ. Tác giả là Đặng Trần Côn. À không phải. Đặng Trần Côn. Không phải. Trần Con. Trần Côn. Lú thế nhỉ? Thế là Đặng Trần Côn, thế là Trần Con, Trần Côn nhỉ? Không phải. Đặng Trần, không phải. Trần Con, Trần. Này, tan học rồi vẫn chăm chỉ vết nhá. Lại là hai cái thằng này. Chúng mày thích tao nào mà cứ bám với tao ấy. Đi đâu khác đi, tao đang nhầm. Thằng này mày gan quá nhở? Hay là có tiền cho tụi tao đúng không? Tiền. Tiền. Suốt ngày chỉ biết tiền thôi. Bây giờ chúng ta đang là tuổi học sinh, tuổi học trò. Chúng ta phải trau dồi kiến thức, trau dồi tri thức. Thì sau này mình mới giúp cho đất nước được, sau này mình mới giúp cho xã hội phồn vinh được. Mình mới đưa đất nước được đi đến các nơi, sánh vai với cường quốc Nam Châu trên thế giới. Cậu hiểu chưa? Này, mày nhờ mưu tao đây à? À đúng rồi, tao nghe bọn học sinh trong trường nói là đầu óc mày có vấn đề, không ngờ lại là thật. Thôi, xì tiền ra đây. Hôm nay bọn tao là không có hứng đánh đấm đâu. Kết luận là các cậu vẫn muốn tiền đúng không? Thôi được rồi, thế các cậu giúp tớ trả lời câu hỏi này đi, tớ sẽ đưa tiền cho các cậu. Nghe nhá. Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ tác giả là ai? Nhờn. Cái thằng này, hôm nay tao đã không muốn đánh mày rồi, thế mà mày còn cố tình mày lên.
Còn thế mà cũng không trả lời được. Ngu thế. Này, mày là con nào đấy? Mày nó bảo chúng mày ngu, đã thế lại còn điếc á. Chị Đại Linh, bọn em có mắt như mù ạ. Em xin phép té mày. Cút. Thôi chết. Tiếng sét ái tình nó là như thế này à? Rồi. Không ngờ tôi lại thuê đúng một cái quả diễn viên quả hơi xuất sắc đấy nhá. Bây giờ đến tiết mục chuyển tiền nhỉ? Tại sao anh lại dùng cái thủ đoạn này để mà chia tay cô ấy? Ok. Đấy là thông tin cá nhân riêng của khách hàng, hỏi làm gì? Thôi cầm tiền đi đi. Anh cứ giữ lấy mà bồi dưỡng cho cái nhân phẩm của mình đi. Cái thằng này chảnh à? 5 lít đấy. Ngon. Vào đi. Sao đấy, có chuyện gì à? Dạ thưa sếp, theo như kế hoạch phát triển chi nhánh mới của công ty thì sẽ có lịch tuyển thêm nhân viên mới đấy ạ. Đã tuyển được nhân sự có tay nghề rồi à? Dạ vâng ạ, đã tuyển được hai bạn có năng lực rất là tốt. Hôm nay thì tổng giám đốc có yêu cầu em là cho chị được gặp hai bạn đấy. Thì không biết là chị có đang rảnh không ạ? Tôi bận quá nên quên mất. Vậy thì cho họ vào đi. Tôi cũng đang rất nóng lòng được ngắm nhan sắc của họ đây. Dạ vâng ạ. Mời vào. Em chào chị. Sếp ạ. Mấy hôm nay cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à? Có gì thì cứ nói đi. Chuyện là em... Cậu muốn nói về cái chuyện mà Vanh thuê cậu để lừa tôi rồi chia tay tôi chứ gì? Sao chị lại biết cái chuyện đấy được rồi? Sao lại tôi không biết được? Cậu nghĩ tôi đơn giản ngồi lên cái ghế giám đốc chỉ là để cho đỗ mỏi chân thôi à? Đúng à. Thực ra thì ban đầu tôi cũng không nghi ngờ đâu. Nhưng mà tôi vô tình bắt gặp được anh ta tình tứ với một cô gái khác chỉ sau 2 tuần chia tay tôi. Tôi tức quá nên là mới nhờ người theo dõi. Thì mới biết ra được câu chuyện như thế đấy. Tại lúc đấy em đang cần tiền quá nên là... Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi đâu. Cũng nhờ cái việc đó mà tôi mới nhận ra được rằng người mà tôi một lòng một dạ yêu 3 năm rồi lại là một kẻ đê tiện như vậy. Thế thì tốt quá. Với cả em lúc xin vào đây cũng không biết là đây là văn phòng công ty của chị mới mở. Nên là em... Thôi được rồi, tôi đi trước đây. Nói chuyện kiểu gì mà cứ ấp á ấp úng. Chị Linh. Sao? Cậu còn chuyện gì muốn nói với tôi à? Em muốn mời chị đi ăn một bữa. Coi như là để đền cái tội hôm trước được không ạ? Sao tôi thấy cậu làm việc quyết đoán lắm cơ mà. Gặp tôi thì cứ e thẹn như là gái chưa chồng ấy nhở? Tại em sợ chị vẫn còn khó chịu với em. Nhìn cái mặt cậu là tôi lại nhớ đến cái bản mặt của cái lão kia rồi. Làm sao mà không khó chịu được chứ. Còn cái lời xin lỗi của cậu ấy, tạm thời để sau nhá. Khi nào cần tôi sẽ nhắn. Chẳng nhẽ chị không nhớ đến em một chút nào. Cái gì? My phải không em? Nói đi. Em, sao em có thể lạnh lùng như vậy? Anh đã bỏ cô ta để đến với em như em nói rồi. Em hứa sẽ cho anh lên giám đốc của FVM. Sao em chưa thực hiện được muốn chia tay với anh? Thế này là sao? Này, anh tưởng tôi ngu à? Anh tưởng là tôi không biết anh yêu tôi chỉ vì tôi là cháu của chủ tịch tỉnh hay sao? Nếu mà tôi như thế mà anh đá cô ta ấy, thì kiểu gì sau này khi có cảnh khác cao hơn, anh lại chả đá tôi à? Đúng chưa? Em, sao em có thể nghĩ thế được? Là anh thật sự một lòng một dạ với em à? Thôi, đừng có ngụy biện nữa.
Tôi chỉ qua đường với anh thôi. Thế nhá, từ bây giờ ấy, đừng có làm phiền tôi nữa. Còn hỏi tại sao nữa? Là bởi vì tôi không muốn cô ta lúc nào cũng chiếm được vị trí tốt chứ sao nữa. À, quên mất, bây giờ mình làm việc dưới trướng của cô ta mà. Chắc là ông trời muốn mình chơi lại cô ta đây. Cứ đợi đến tối đi. Đợi ai mà sốt ruột thế hả bạn luôn luôn nhất lớp? Này, thái độ gì đấy? Tưởng mình lúc nào cũng đứng nhất nhì lớp là ghê lắm à? Lúc nào cũng kè kè đứng sau lưng tôi thì nên im lặng đi. Mày nói cái gì cơ? Tôi nói không đúng à? Cô thử nghĩ mà xem. Lúc nào tôi đứng thứ nhất thì cô đứng thứ hai. Tôi đứng thứ hai thì cô lại đứng thứ ba. Mà tôi đứng thứ ba ấy, thì cô lại đứng thứ tư. Lúc nào cũng đứng sau lưng tôi như thế thì có gì mà thái độ ở đấy? Mày... Sao? Cái loại mà lúc nào cũng dùng mối quan hệ này nọ để mà hoanh hoang như mày ấy thì có cái gì mà đòi lên mặt? Đúng là cái đồ trớ trẽn. Đừng có mà không ăn được rồi đạp đổ. Thay vì ở đây hạnh hoẹ tôi ấy, thì tốt nhất là cô nên về tự soi gương lại bản thân mình xem tại sao lại luôn luôn đứng sau tôi như vậy. Thế nhá, bye. Mày được lắm, mày cứ đợi đấy. Rồi sẽ có ngày tao sẽ khiến mày không được thoải mái như bây giờ nữa đâu Linh ạ. Chị My, chị My, giờ này sếp tổng có chuyện gì ấy? Mà sao mấy hôm nay em thấy chị cứ kiểu khó tính kiểu gì ấy? Sao mà chị biết được? Nghe thư ký bảo là vừa mới đi gặp khách hàng. Chắc là hợp đồng không được ký suôn sẻ ấy mà. Cô làm ăn cái kiểu gì mà đưa cho tôi cái bản hợp đồng đầy ngôn ngữ dung tục như thế này? Cô định cho tôi ký bản hợp đồng này à? Cô nhờn với tôi đấy à? Quá bất lịch sự. Không làm ăn gì nữa hết. Sao lại thế này nhở? Ai mà lại có thể tráo được bản hợp đồng của mình thành một bản khác tương tự mà lại chen vào mấy cái ngôn từ thô tục như thế được nhỉ? Cái này đã là cái thứ ba trong hai tháng nay rồi. Tết nhất đến nơi rồi cứ như thế này thì... Tôi tin tưởng cậu lắm nên mới giao cho cậu nhiệm vụ lần này đấy nhá. Làm tốt thì chắc chắn là Tết này cậu sẽ có thưởng lớn. Còn không ấy thì cậu cũng biết kết quả rồi đấy. Tôi muốn là Tết đến ai cũng sẽ đều vui vẻ. Dạ vâng. Chắc chắn em sẽ không làm chị thất vọng đâu. Vậy thôi, em xin phép ra ngoài. Bây giờ còn chơi cả bài này nữa cơ à? Đáng tiếc. Ô, Hải. Ngồi xuống đây. Sao đây? Mọi người đã ăn trưa xong rồi đi nghỉ ngơi hết cả rồi mà bây giờ mới ăn à? Vâng, vừa nãy chị Linh có bàn giao cho em một cái hợp đồng để ký với khách hàng. Chị bảo là làm dần luôn đi cho quen. Ban đầu thì dự định là sang tuần mới ký, nhưng mà tự nhiên khách hàng lại đòi gấp luôn, thành ra em phải làm ngay trong ngày hôm nay. Thế nên mới phải làm thêm giờ đấy. Vất vả cho em rồi, cố lên. Thế em làm sắp xong chưa? Em làm xong rồi. Đầu giờ chiều thì em sẽ bàn giao lại cho sếp tổng, sau đấy thì em sẽ đi gặp khách hàng luôn. Chị nghe nói là cái hợp đồng lần này ấy, khách hàng rất là khó tính. Cho nên là nếu như em mà qua được ấy, khéo có khi á, qua Tết em lại được lên chức cũng nên ấy. Chị cứ đùa, em vừa mới vào được mấy tháng. Thì em tài năng như thế, cả phòng ai mà chả biết. Thôi, cứ ăn đi nhá, chị lên nghỉ ngơi trước đây. Vâng.
Đúng lúc camera giám sát lại bị hỏng. Ông trời đúng là giúp mình rồi. Cố lên, mày sẽ làm được mà. Cố lên. À. Ui. Ui giời ơi, cái bản hợp đồng tiền tỷ của em. Hải ơi, em có sao không? Sao chị lại uống nước đúng lúc thế hả? Rồi chị có biết là bây giờ em đang chuẩn bị đi gặp khách hàng không? Trời. Thế giờ phải làm thế nào? Cho chị xin lỗi nhá. Trời ơi. Thôi, bây giờ này nhá, thay vì xin lỗi, chị giúp em ở đây, đi lên trên phòng của em và cái máy của em ấy, chị in ra cho em cái file y hệt nhảy nhá, để em gặp khách hàng. Bây giờ em phải đi thay bộ quần áo ấy luôn, chứ không thì chuẩn bị đến giờ gặp người ta rồi không kịp mất. Ừ được rồi, em đi đi. Nhanh hộ em nhá. Trời ơi. Kịp rồi thì cũng có làm được gì nữa đâu em. Nhìn lộ liễu quá. Jimmy. Hải. Sao thế? Người ta xem hợp đồng của em xong. Sao? Kể chị nghe đi. Thì người ta đòi gia hạn thêm chứ sao nữa hả chị? Người ta bảo là 3 năm ít quá. Sao lại thế nhở? Sao lại không được như thế hả chị? Nhưng mà rõ ràng là chị đã. Rõ ràng là gì? Linh. Rõ ràng là chị đã đánh tráo bản hợp đồng hoàn chỉnh với bản hợp đồng thô bỉ trong lúc mà em đang đi thay quần áo rồi. Tôi nói có đúng không? Cậu nói cái gì đấy? Chỉ vì lợi ích cá nhân mà hãm hại người khác như thế thì tôi cũng phục cô thật đấy mi ạ. Tớ hãm hại cậu á? Làm sao mà có thể như thế được? Sao lại có thể như thế được nhở? Camera đã ghi hình lại cái đoạn phim full HD như thế này thì làm sao mà có thể như thế được nhỉ? Cậu lấy nó ở đâu đấy? Lấy nó ở đâu á? À, rõ ràng là camera đã được đem đi bảo trì rồi mà, đúng không? Trời ơi, thời đại công nghệ 4.0 rồi mà cậu kém thật đấy My ạ. Không, không phải là tôi. Tôi không làm chuyện này. Chị không đuổi theo chị My à? Cậu này buồn cười thật đấy. Ở bên ngoài đang có hai anh công an chờ sẵn rồi, cái gì tôi phải đuổi chứ. Này, coi như là tôi đã đủ bù đắp cho cậu cái vụ giả vờ ghen tuông rồi chứ. Vâng, giả vờ gì đâu, thật mà. Hả? Không ạ. Lần này coi như là cũng cảm ơn cậu, việc cậu đã tìm ra cho tôi con chuột cắn nhà. Để báo đáp thì 28 Tết này cậu có rảnh không? Qua nhà tôi ăn cơm với tôi nhé. Thật đó hả chị? Tôi là giám đốc mà lại phải đi lừa cậu à? Nhưng mà tôi muốn nhờ cậu một việc trước đã. Việc gì hả chị? Đi theo tôi. Đi đâu ạ? Này, sao tôi chỉ nhờ cậu diễn thôi mà làm gì mà cậu cứ như kiểu là đi ra mắt bố mẹ vợ thật đấy. Thì em phải thế này thì mới giống thật chứ, lần đầu ra mắt vợ. Cứ bình tĩnh đi, mẹ tôi tính thoải mái hiền lành lắm, mỗi tội là hay giục tôi có bạn trai thôi. Đến năm nay thì sức khỏe mẹ tôi cũng yếu rồi nên là tôi mới muốn mượn tạm cậu để cho mẹ tôi vui lòng đấy. Phải chi mà mẹ tôi bắt tôi có bạn trai nếu phải đỡ không? Nhưng mà thôi, cứ làm đi. Cuối năm nay chắc chắn cậu sẽ được thưởng lớn. Vâng. Thế mình vào được chưa nhỉ? Ok. Linh về dưới nhà con. Mẹ! Sao về sớm thế? Đáng lẽ ra là con định 29 mới cho nhân viên nghỉ cơ. Nhưng mà con nghỉ sớm để còn về mau mau ăn cơm mẹ nấu chứ. Con hơi bị được đấy. Thế bạn trai đâu?
Anh ấy đứng đây nãy giờ mà mẹ. Hải. Bác Hà. Hai người biết nhau à? Biết chứ sao lại không biết. Đây là cô Hải mà người mẹ định dắt con đi xem mắt đấy. Nhà con một, bố mẹ cũng để nếp ra phòng lắm mà không bảo thủ đâu. Gia cảnh ok phết đấy. Làm nào như thế này nên nhất định không chịu đi xem mắt. Ai ngờ mà cũng kiếm được gia phết đấy chứ. Bác ơi, thế là cháu với chị Linh như kiểu là có duyên trời định bác nhở? 28 tuổi đầu rồi ngượng ngùng cái gì nữa. Thôi đi vào nhà đi, cơm nước mẹ nấu xong hết rồi, dọn ra ăn cơm mà nhớ cắt bánh chưng nhá, để mẹ mang cặp bánh chưng này sang biếu bác La cái rồi mẹ về ngay. Dạ vâng ạ. Bác đi cẩn thận ạ. Này, cậu diễn sâu vừa phải thôi nhá, tôi là cấp trên của cậu đấy. Thế sắp tới muốn chị làm nóc nhà của em luôn được không? Mà, vào dọn cơm đi.